Hello anh em nhá, chào mừng anh em quay trở lại với kênh Hoạt Họa Mi của em nhá. Hôm nay em lên sóng cho các bác với em Họa Mi phải nói là có một chất giọng rất là đỉnh cao luôn các bác nhá. Giọng đặc già rừng luôn các bác nhá. Đấy, các bác nhìn cái chất giọng của nó rất là phê luôn các bác nhá. Khi mà móng bộ rất là đẹp, đầu mặt cũng rất là ok luôn các bác nhá. Em này thuần khoảng 85%. Thuần 85% các bác nhá. Đấy, hót rất là cao cầu luôn. Bóng bộ đẹp, chim khoảng tầm gần 25 lồng các bác nhá. Đằng sau lưng của em nó có hai cánh trắng các bác nhá. Đằng sau lưng có hai cánh trắng rất là ok luôn. Bác nào mà bộ kết em này thì alo cho em. Số điện thoại của em là 0974648999 các bác nhá. Và em này là em siêu già rừng luôn các bác. Em zoom vào đầu mặt cho các bác xem nhá. Đẹp chưa các bác? Chân này các bác này, chân rất là phê luôn các bác nhá. Giọng này bắn quá là hay luôn các bác. Giọng nó phê chưa các bác? Đang quay thì lại có điện thoại các bạn, cứ quay một tí lại có điện thoại, nên em sẽ quay lốt cái clip này nhé để gắn là cái clip trước. Giọng này quá hay luôn các bạn. Thank you.
cánh rồi các bác kìa. Đấy, hai bên còn trắng luôn nhá. Xin phép và dừng clip đây nhá. Bác nào muốn kết em nói thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0974648999 nhá. Em xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác những clip sau nhá.